Vâng, em Mạnh Lần Rừng Lần Bản xin chào bà con trên mọi miền Tổ quốc nhé. Thì hôm nay em xin làm một cái video để chia sẻ với lại bà con trên mọi miền Tổ quốc về việc là hôm nay có một bạn đã nhắn tin hỏi em là anh ơi có lên vào lợn rừng thời điểm này không? Đấy thì qua câu hỏi của bạn ấy thì em cũng xin được làm một cái video để chia sẻ với tất cả bà con. Thì để nói là thời điểm nào để mình vào giống là thích hợp thì cũng tùy thuộc đấy. Quan trọng là bạn muốn bắt đầu vào cái mô hình nuôi lợn rừng chẳng hạn, đấy thì bạn vào lúc nào cũng được, nhưng quan trọng là bạn có kiên trì với con lợn rừng được không, hay có theo đuổi nó được không. Vì rất nhiều người đã phải bỏ cuộc khi nuôi con lợn rừng này, vì cái thời gian mà để mà từ lúc mình bắt đầu nuôi con lợn rừng đến lúc mình có thu nhập thì nó khá là dài nhá. Đấy nên là nhiều người không kiên trì được thì cũng đã phải bỏ cái công việc gọi là đam mê nuôi con lợn rừng này. Đấy thì để mà nói thời điểm thích hợp thì vì nó đang là tầm giữa năm. Đấy, rất là hợp lý để các bác bắt đầu nuôi con lợn rừng nhá. Thì đang là thời điểm giữa năm. Thì ví dụ các bác có nuôi con lợn rừng để làm thương phẩm thì là rất hợp lý, vì các bác nuôi từ giờ đến cuối năm thì bây giờ các bác bắt con lợn nó cũng đã tầm 7 đến 10 cân rồi, thì các bác nuôi đến cuối năm thì là nó được khoảng 6-7 tháng nữa. Đấy, khi các bác về nó đã được khoảng 2 tháng 3 tháng rồi. Đấy thì 6-7 tháng nữa thì các bác xuất, thì lúc đấy là thứ nhất là về giá cả. Đấy, về giá cả của con lợn rừng là nó lúc vào dịp cuối năm là nhiều cái chương trình tổng kết, hội nghị, rồi liên hoan gì đấy thì rất là nhiều, và nhiều người mua về để tổng kết năm cùng gia đình. Đấy thì là thời điểm đấy là thời điểm vàng của trong một năm là để về xuất con lợn rừng này. Nhu cầu rất là nhiều. Đấy thì là sẽ bán giá cao. Quan trọng là cái số lượng mà các bác muốn vào là bao nhiêu con. Đấy vì nếu bây giờ mình vào ấy thì mình phải có cái chuẩn bị được cái nguồn thức ăn trước, như trồng chuối, rau, cỏ voi. Đấy, nếu mà địa phương có sẵn như cây lục bình, lục biếc đấy, rau cỏ, khoai lang, củ quả gì đấy thì các bác trồng được rồi thì các bác có thể bắt tay vào nuôi được luôn. Đấy, còn nếu mà không có thì các bác cái lợi nhuận của mình ấy khi các bác nuôi ra thì nó sẽ thấp hơn, thì các bác phải mua bằng hoàn toàn là thức ăn ngô nhất rồi cám bã. Đấy, chế đi cái việc lợi nhuận của mình. Thì nếu mà nhà bác nào mà ở gần nhà nào mà lấu mà có bỗng này, có bã đậu này, đấy thì cũng là một cái nguồn thức ăn rất là ok đấy, thì nó rất nhiều tinh bột. Đấy thì các bác kết hợp thêm, ví dụ như đi xin được cây chuối, hay là bác nào gần đồi thì có thể đi chặt chuối về chăn nuôi. Như em này, em hiện tại bây giờ là chuối bây giờ là cũng trồng khá nhiều nhưng mà không kịp, không đủ nó ăn thì vẫn phải đi lên đồi để chặt chuối ạ, vẫn phải leo đồi để chặt chuối. Để mà được cái giá con lợn rừng nó ok vào dịp Tết ý, thì nó còn tùy vào giống lợn các bác nhé. Đấy, giống lợn như dòng lợn nai này, hàng máu cao này. Đấy, nhưng mà nó cũng chênh lệch không đáng kể nhé. Hàng máu cao thì nó chỉ chênh lệch vài đôi ba chục thôi. Như hàng nai này mà xuất ra thì nó cũng chỉ tầm 90-100 thôi, khi mà các bác nuôi lên thành hàng thương phẩm. Đấy, còn nếu mà các bác mua giống để các bác nuôi để các bác sinh sản thì không nói. Còn nếu mà cái hàng máu cao như này, đấy, máu cao như này thì lông lá như này, đấy, mõm dài tay nhỏ đây, chân cao, lông lá, thì ví dụ như hàng này các bác mà nuôi thì vào thời điểm cuối năm thì nó cũng sẽ bán được khoảng tầm 130-140. Đấy, tùy các bác chọn. Nhưng mà về hàng máu cao này thì con giống của nó cũng cao hơn. Qua video thì em cũng đã chia sẻ với các bà con nông dân, nếu mà heo thời điểm này, heo rừng vào thời điểm này là rất thích hợp. Đấy, thích hợp. Còn nếu mà vào heo mà để mà nuôi sinh sản thì thời gian nào cũng ok hết. Đấy, quan trọng là các bác kiên trì với nó không. Đấy, các bác đã tìm hiểu kỹ càng chưa, các bác đã tham khảo nhiều nơi chưa,
thì các bác mới chọn được con giống tốt, rồi về xây chuồng trại nữa, làm sao cho nó hợp lý nhất để nó tránh bị mắc sai lầm nhé. Các bác càng tham khảo nhiều thì các bác càng đỡ mất tiền làm sai. Đấy, nên là các bác chịu khó tham khảo học hỏi rồi đi tham quan những cái trang trại mà ở gần địa phương của bà con, thì bà con sẽ giảm đi rất nhiều cái chi phí thất bại. Và ví dụ như nếu đến nhiều trang trại thì họ sẽ chia sẻ cho mình những cái mà họ mắc sai lầm ấy, để mình rút kinh nghiệm luôn. Thì khi mình về mình mới bắt đầu xây trang trại với lại mua giống thì mình đỡ bị thất thoát, bị thất bại nhá. Rồi, cảm ơn bà con rất nhiều. Nếu yêu quý kênh Mạnh Lợn Rừng Lợn Bản thì hãy đăng ký kênh ủng hộ em Mạnh Lợn Rừng Lợn Bản nhé. Thì em sẽ làm nhiều video chia sẻ lên kênh để bà con có thể tham khảo cũng như góp ý với em để em được học hỏi và chia sẻ nhé. Cảm ơn bà con rất nhiều. Chúc bà con chăn nuôi luôn luôn thành công. Bye bye.